Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Chay Ngon. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách kho đậu hũ ngon và ăn với cơm thì khỏi phải nói, ăn rất là hào cơm lắm luôn. Và cách làm mà hôm nay như nhà mình đó quý vị thì cũng rất là đơn giản lắm và không có mất thời gian nhiều, nhưng mà mình có được một món ăn rất là ngon lắm luôn. Hôm nay mình sử dụng 3 miếng đậu hũ vàng nha quý vị. Các miếng đậu hũ thì mình mua về cái gì nó cũng đã nguội rồi, rồi mình sẽ chiên lại nghe cái gì. Rồi mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi mà dầu đã nóng lên đó quý vị thì mình sẽ cho các miếng đậu hũ vào để mình chiên. Chảo hơi nhỏ cho nên mình chiên 2 miếng trước nghe quý vị, còn một miếng hiện họ mình sẽ chiên sau. Và trong lúc chiên đó quý vị, nó vàng một bên rồi thì mình sẽ trở về lại nghe quý vị. Nếu mà mình mua đậu hũ vàng á quý vị còn nóng thì mình khỏi cần chiên lại nghe quý vị, tại nhà mình mua thì cũng đã nguội rồi. Bây giờ nó vàng óng ánh hai mặt rồi, mình sẽ gấp ra dĩa nghe quý vị. Nó sau thời gian nãy giờ thì mình chiên hết 3 miếng rồi đó quý vị. Hành lá quý vị thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nghe quý vị. Nếu mà nhà mình ăn thường cay thì có thể mình thay thế bằng hành bago nghe quý vị. Tại nhà mình ăn chay không thường cho nên mình ăn hành lá và hành tím luôn. Rồi hai trái ớt mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Ớt hiểm này cũng cay dữ lắm luôn nghe quý vị. Và hành tím á quý vị, mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi. Và hôm nay mình có kết hợp với món kho đậu hũ của mình nữa nghe quý vị. Đó là một trái khổ qua. Mình cắt bỏ phần đầu và phần cuối của trái khổ qua. Rồi mình chẻ trái khổ qua ra làm hai nghe quý vị. Rồi mình bỏ đi cái phần ruột của khổ qua. Khổ qua mà mình kho chung với đậu hũ quý vị cũng rất là bắt cơm lắm luôn. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm sao để cho khổ qua mình kho với đậu hũ quý vị, các miếng khổ qua nó không có bị đắng nha quý vị. Rồi mình cũng cắt khúc khúc ra. Rồi cắt khúc của khổ qua quý vị thì mình cắt ra làm hai hoặc làm ba sao cho vừa ăn nha quý vị. Rồi khổ qua thì khi mà mình cắt ra rồi á, hiện hồi mình sẽ cho vào trong nước muối loãng nha quý vị. Đó, mình cho muối vào trong nước muối loãng nè, để mình ngâm khổ qua hồi nãy mình đã sắc ra á. Mình ngâm qua như vậy nè. Thứ nhất là khổ qua nó sẽ rất là sạch. Thứ hai là nó sẽ bớt đắng nha quý vị. Mình ngâm tầm cũng khoảng 3-4 phút thôi. Rồi các miếng đậu hũ hồi nãy mình đã chiên đó quý vị, thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Mình sắc ra làm 6 nha quý vị, các miếng đậu hũ. Rồi mình cũng cho ra dĩa sẵn luôn, để hồi mình kho. Khổ qua thì mình ngâm ra rồi, mình gớt ra gỗ nha quý vị. Ngâm tầm khoảng 4-5 phút rồi, mình vớt ra gỗ. Và bây giờ mình bắt cái chảo nước lên, mình cho một ít muối vào. Rồi mình đảo đều lên. Khi nước đã sôi lên đó quý vị thì mình sẽ cho khổ qua vào. Khổ qua mà mình chần qua nước sôi nè, có tí muối nữa để cho nó bớt đắng nha quý vị. Mình chần qua tầm cũng khoảng 2-3 phút thôi. Rồi mình vớt ra, mình cho vào trong tô nước lạnh. Nếu mình có nước đá thì mình cho vào trong tô nước đá cũng được, hoặc là mình để vào trong tô nước lạnh như nhà mình cũng được nữa nha quý vị. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo khác lên.
mình cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào để mình phi. Và bây giờ thì bắt đầu mình kho nha quý vị. Đó, bây giờ thì hành tím mình phi á, nó cũng vừa vàng lên rồi, cũng có cái mùi rất là thơm rồi đó quý vị. Bây giờ mình dặn lửa thật là nhỏ nha quý vị. Bắt đầu mình cho gia vị vào. Mình cho 2 muỗng canh nước tương vào. Rồi mình cho 1 muỗng canh nước mắm chay vào luôn. Hạt nêm mình cho cũng khoảng 1/4 muỗng canh hạt nêm mới quý vị. Đường cát mình cho 1 muỗng canh đường cát vào. Tiêu xay mình cho một ít vào luôn. Rồi tương ớt thì mình cho khoảng nửa muỗng canh tương ớt vào. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình đó quý vị, nó tan hết trong cái phần sốt kho này luôn nha quý vị. Nó bây giờ nó đã sền sệt lại rồi thì mình sẽ cho đậu hũ vào. Rồi mình cứ đảo đều các miếng đậu hũ của mình nha quý vị, để cho nó thấm đều cái phần sốt kho nè, rồi nó thấm sâu vô các miếng đậu hũ nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nước vào. Đó, mình cứ chở đều lên, lửa thì mình để nhỏ nhỏ riu riu à. Đó, sau một hồi thì nó đã thấm rất là đều các miếng đậu hũ của mình rồi, thì mình sẽ cho khoảng hơn nửa chén nước lọc vào, rồi mình kho. Nếu mình có nước dừa thì mình kho bằng nước dừa thì nó sẽ ngon hơn nha quý vị. Hôm nay nhà mình không có nước dừa sẵn cho nên mình kho bằng nước lọc luôn. Và bây giờ nó đã rất là sôi lên rồi thì mình sẽ cho các miếng khổ qua vào. Hồi nãy mình đã chần qua nước sôi đó quý vị. Mình vớt ra mình để ráo rồi thì mình sẽ cho vào để mình kho. Rồi lúc này mình cũng tiếp tục để lửa vừa vừa nha quý vị. Và trong lúc mình kho quý vị thì mình chịu khó đảo các miếng đậu hũ của mình nghe quý vị, để cho nó chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Các miếng khổ qua thì mình cũng đảo qua 1-2 lần luôn nghe quý vị. Và sau thời gian nãy giờ kho quý vị thì đậu hũ kho của mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm một muỗng canh nước mắm nữa. Nước mắm chay thì nó không có mặn lắm nghe quý vị. Mình cho cuối cùng khi mà đậu hũ kho của mình vừa chín thì nó sẽ rất là thơm và ngon. Và bây giờ thì mình sẽ cho hành lá vào nữa. Rồi ớt thì mình sẽ cho lên trên. Mình ăn cay nhiều hay ít thì mình có thể gia giảm ớt nha quý vị. Rồi tiêu mình gắt thêm một ít vào nữa. Rồi mình tắt bếp luôn nha quý vị. Và bây giờ mình quay cận đây nè. Đậu hũ kho của mình đó quý vị cũng đã chín rồi. Một món ăn chay rất là ngon. Mình để trong cái chảo gì luôn, mình ăn cho nó hấp dẫn nha quý vị. Món này ăn hào cơm dữ lắm và rất là được ưa chuộng lắm luôn. Cách làm như nhà mình thì cũng rất là đơn giản. Rồi hũ quốc, món chay ngon. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.